Mua vé soi giúp tao. Mày xạo này, mày giàu nhất Vietnamese. Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc. Hôm nay tôi đi bán dây só, bố giúp đỡ một người bán và có video giải trí cho anh em. Ok, bây giờ mình đã thay đồ rồi, bây giờ mình đi mua vé só. 1,5 triệu mua được bao nhiêu vé? 150. Ok, thế này 75 của cháu, 75 của cháu nha. 1,5 triệu này. Cháu nghĩ sao? Cháu nghĩ là chú ban được không? Bao nhiêu đấy? Đây, 1,5 triệu này. Vâng. Đúng không? Vâng. Chào tên gì? Chào tên Dũng. Cái gì? Dũng. À, đúng rồi, Dũng. Ok. À, chúc cháu một ngày vui nhất thế giới nha. Và cái chúc cháu may mắn nha. Đây. Đi. Hai cháu top 1 và top 2 Free Fire Sài Gòn. Một lời khuyên cho các cháu mà đang xem, đừng bao giờ chơi Free Fire, nó hack cái não. Có hai thằng em Chuki Gaming với Nhan Dubai mới quen ngoài đường Sài Gòn luôn. Dạ, mua vé soi giúp tao. Mày xạo này, mày giàu nhất Vietnamese.